Hello, xin chào tất cả đại gia đình thân mến. Không, em đang quay video. Một cái video này là một cái kỷ niệm, một cũng như là một cái quá trình của hai cái anh phía sau này là bạn thân với nhau. Nhật là một người đến sau. Đến sau đều nghĩa đến sau là một đứa em út nha, chứ không phải đến sau làm chuyện kia. Đó, thì một cuộc gặp gỡ của anh Vision với lại má Hiếu. Anh Vision thì ở Úc Châu, còn đây là ở Việt Nam. Thì gặp gỡ nhau trong một cái hành trình má Hiếu đang bị bệnh. Đó, bị bệnh nhưng mà tự ái cao, lòng tự trọng cũng cao, sĩ diện cũng cao. Làm gì? Cái gì cũng cao. Cái gì cũng cao đó. Thì mong là má Hiếu sẽ hết bệnh và má Hiếu sẽ trở lại một cái cuộc sống bình thường để mà có thể là má con chúng ta, anh này về bên bển thì má con chúng ta có thể hẹn nhau cà phê, hẹn nhau đi ăn bánh bèo ở trên Phú Nhuận. Phải không? Không, bánh bèo là món rất là mê đó anh. Anh có lời gì động viên nói chuyện má Hiếu không? Mà bên tên cửa cuốn lắm. Nói chung ra thì về gặp má Hiếu cũng bệnh vậy đó, mình cũng chúc má Hiếu mau sức khỏe và mình cũng trở lại. Dạ. Chỉ là đơn giản thôi, nói chung là người nước ngoài ta nói chuyện đơn giản, xúc tích ngắn gọn, nhưng mà người Việt Nam phải hiểu nha. Ok, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đây, hôm nay cuộc gặp gỡ của đôi bạn thân mấy chục năm ta? Anh mấy chục năm anh Vũ? Trên 30 năm. Trời ơi, hiếm thấy lắm, hiếm lắm một cái tình bạn mà trên 30 năm mới gặp lại nhau. Đây là một cái vlog chia sẻ một chút xíu về những chuyện thời gian qua. Đây là anh Vision, còn đây là má Hiếu thì mọi người cũng khá là quen thuộc rồi. Ủa? Nè, nhà má Hiếu ở dãnh đâu có ở đâu, đâu có lên phòng ở đâu, ở dưới không mà. Nóng không? Ủa ban ngày còn thấy ở đây nó mát mà. Trời, thấy chưa, anh thấy chưa? Anh thấy chưa? Hôm nay gặp anh á, cái mặt tươi rói rồi, thấy chưa? Chứ hôm bữa trước hả, em xuống mà không nói chuyện với em luôn. Em làm gì em làm, bả nằm chỗ. Nhưng mà nước mắt vẫn rơi nha. Ủa, má mua cơm ở đâu vậy? Anh ta đem vô giùm vậy? Đặt cơm, người ta đem lại. Cơm đó này đâu có biết. Cái tự nhiên chợt nhớ cái gọi trên cái group của chợ ở đây. Cái lặt, nhớ là. Hôm bữa đồ con giặt trong máy giặt rồi, em có phơi chưa? Chưa. Thôi để ra tôi phơi cho mẹ. Thôi để ra tôi phơi cho giặt bữa giờ mà bao ngày nay rồi. Thôi đừng có bước vô nhà nè. Nè con nói má nghe nè, mình là cái kiểu thân thiết với nhau nè, nói thật sự mình là thân thiết nhau, con quý con rất là quý má, thật sự nói thiệt quý má. Là vì sao? Vì những lúc á má lên sinh Sài Gòn ở Vua Chầu Chữ Y, tình cảm của má con chúng ta luôn luôn là một cái sự trân trọng, vì má không coi con là những cái người nhỏ bé mà má luôn luôn yêu mến con. Nhật đáng đâu vậy cà phê, Nhật đáng đâu vậy đi qua ăn cơm tắm với má. Cho nên á, khi con thấy má dưới đây xa xôi, con cũng không có thời gian để mà xuống đây. Nhưng mà xuống đây thấy cái gì làm được thì cứ làm, má đừng tự gái. Đừng có cái gì mà phải mặc cảm. Con đã muốn làm thì má không có cản được nha. Nói cho chị biết, em muốn làm thì chị không cản được đâu. Nhưng mà bây giờ thật sự mà nói một câu chân thành là vì
nhờ má con mới biết được anh Vũ. Thì anh em mới gặp gỡ nhau và có những cuộc chia sẻ nhau, thì nói chung là cũng thân thì cũng chưa thân lắm, rất là tại con là người rất là thẳng tính, nhưng mà anh em biết nhau thì cũng cảm ơn má đó. Nhưng mà ngày hôm nay xuống đây là vì vì sao? Vì anh Vũ còn 2-3 ngày đến Vũ đi đó, cho nên cũng sắp xếp thời gian xuống gặp má. Tấm chân tình của hai người là bạn thân nhau thì cái điều đó con không biết như thế nào, còn đối với con á thì con rảnh nên con chở anh Vũ xuống đây, anh Vũ cũng muốn đi cho nên là xuống đây thăm má. Còn má thì phải cố gắng lên, cố gắng đi bác sĩ, dù có bệnh gì đi chăng nữa thì mình vẫn là sức khỏe là quan trọng. Mình đến bác sĩ tư nhắn cho cậu đi. Mình bây giờ hay là giờ con giờ con đã kêu con hồi nãy con đi ra cà phê mấy lá gần gần đó, con kêu bác sĩ y tá rồi lát ta vô xe này vô nó chở má đi bằng ca ra đó khám bệnh. Trời đất ơi, tự quyết định luôn. Không, không có đi à? Không đi vô ta xúc cán chịu. Tại vì cháu nó là bên chị An đó, nó xuống ngồi chở, nó chở đi lên rồi nó khám, khám xong rồi về nhà nó nằm nó vô nước biển. Thằng gì đó không đó gì 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 đó. Tèo quá. Tèo. Chưa chưa có số điện thoại đâu. Chưa chưa có số điện thoại tại tại vì có người bà con nằm trên chiều An đó. Có gì gửi gắm nó dễ. Ừ, mốt mai mốt mình xin gửi gắm cũng được. Con ví dụ có cần mốt alo. Nhà anh quận 6 đây ra bệnh viện Chợ An kế bên. Cuộc gặp gỡ của đôi bạn thân. Đúng không? À, quên nữa, chắc trong hơn gần chắc khoảng hơn 10-15 ngày nữa chị Quỳnh Như chỉ về Việt Nam, có thể đi thăm má đó. Má Quỳnh Như, ờ Như Quỳnh đó. Ừ, thì có nói mà. Dạ. Hôm nay xuống đây thăm má Hiếu và hiện tại là tình trạng của má Hiếu, cái sức khỏe của má Hiếu đang kiệt sức. Thì là một cái người bạn thân, là một cái người em út, là một cái người con. Trong nghề hay gọi là má Hiếu thì Nhật Campuchia, và một cái người bạn rất là thân của má Hiếu từ ở bên Úc Châu về, thì Nhật xin giấu tên và Nhật chỉ nói như vậy thôi. Thì thật sự mà nói nhìn cái hình ảnh của má Hiếu thật là xúc động, và thật sự mà nói không, mình không biết cái dùng cái từ gì để mà diễn tả được cái tình trạng hiện tại của má Hiếu. Thì mong má Hiếu sẽ cố gắng vượt lên chính mình và sẽ có một sức khỏe trở lại bình thường như bao người khác, để mà mình có một cái công việc đi làm cho nó vui vẻ, để gặp anh chị em nghệ sĩ, đúng không? Thì má phải cố gắng lên, cuộc đời nó rất là vô thường, mình sống đến thời điểm hiện tại bây giờ thì cũng rất là may mắn và rất là hạnh phúc rồi. Dù sức khỏe mình có yếu, mình có những cái bệnh trong cơ thể của mình mấy chục năm qua, nhưng mà đó cũng là cái gì hết. Cố gắng mạnh mẽ lên nghe chị Hiếu.